Xin chào các anh chị em bạn gì đã quay trở lại với thế giới không gồ ghề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, một tâm hồn đẹp thật đẹp luôn là điều các chị em phụ nữ luôn mong muốn phải không nào? Tuy nhiên, có một tâm hồn đẹp để đẻ ra tiền thì không phải cứ mong muốn là được đâu nhé. Và một người phụ nữ ở Mỹ đã được kỷ lục Guinness công nhận là người có đôi gò bồng đảo khủng nhất thế giới, đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ bộ tâm hồn đầy giá trị của mình. Bạn có thắc mắc là đó là mỹ nhân nào mà đỉnh của chóp thế không? Nếu cần câu trả lời luôn và ngay thì không chần chừ nữa, chúng ta phải đi khám phá ngay để xem người phụ nữ ấy là ai thôi. Và không chỉ người phụ nữ bí ẩn ấy, còn có bảy những chân mệnh thiên tử sinh ra đã khác người khiến cả thế giới phát sốc, mà khiến bạn cũng ngã ngửa đấy nhá. Chúng ta cùng khám phá xem nào. Thứ nhất, thai trong thai. Có thể bạn đã thấy trên phim những trường hợp sinh ra đã mang trong mình dòng dõi quý tộc hay sinh ra đã mang trong người một sức mạnh siêu nhiên đúng không nào? Tuy nhiên, tôi dám chắc bạn sẽ chưa gặp trường hợp nào giống như cậu bé Narendra Kumar của Ấn Độ này đâu. Cụ thể, Narendra bị chứng đau bụng kinh niên hành hạ nhiều năm. Cho đến khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, khiến cậu bé đau bụng dữ dội và liên tục nôn ói mà không rõ nguyên nhân. Lúc này Narendra mới cùng gia đình đánh liều đi gặp bác sĩ thì mới tá hỏa, khi phát hiện ra vật thể lạ trong bụng lại là một khối xương có cả răng lẫn tóc. Họ xác nhận đây chính là bào thai song sinh không phát triển thành hình người của Narendra, hay còn được gọi là hiện tượng thai trong thai. Không ai ngờ được người anh em song sinh của Narendra đã ký sinh trong bụng và hành hạ cậu bé trong suốt nhiều năm trời. May mắn thay, sức khỏe của Narendra đã cải thiện đáng kể sau khi được phẫu thuật thành công. Các triệu chứng nôn mửa, sụt cân cũng vì thế mà biến mất. Thứ hai, cuộc giảm cân kinh dị. Là phụ nữ thì tất nhiên không ai là không thích đẹp phải không các chị em? Và làm đẹp từ việc giảm cân là chuyện quá đỗi bình thường của những cô gái đang ở trong độ tuổi thanh xuân phơi phới tốt tươi. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành chuyện bất bình thường nếu bạn giảm cân sai cách, và nghiêm trọng hơn, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề vì điều đó. Điển hình là cuộc giảm cân kinh dị của cô nàng Ellen Lizao sau đây. Cô gái 17 tuổi này sống ở thành phố Melbourne, Australia. Khi còn nhỏ, Ellen từng bị bạn bè chế giễu tuy chỉ hơi mũm mĩm, thậm chí bị gọi là con cá voi to béo mỗi khi xuất hiện. Do đó, cô nàng đã quyết định giảm cân. Năm 17 tuổi, vì giảm cân nhanh, ngón chân và ngón tay của Ellen không lưu thông máu tốt, móng tay cũng trở nên giòn, đen và dễ gãy hơn trước rất nhiều. Mái tóc dài màu vàng óng ả của Ellen bắt đầu bị rụng. Cô mất kinh và gầy tới mức sườn và hông trông chỉ như da bọc xương. Tình trạng của Ellen nghiêm trọng đến nỗi gan bị suy yếu và mất khả năng hoạt động. Sau đó, mẹ của Ellen đã đưa cô nàng tới bệnh viện. Sau khi được chữa trị kịp thời thì hiện giờ sức khỏe của cô nàng đã phục hồi. Thứ ba, người tí hon. Đây là một cậu bé 11 tuổi và đây cũng là một cậu bé 11 tuổi. Nhưng có lẽ các bạn đang cảm thấy sự khác biệt quá nhiều giữa hai cậu bé cùng là 11 tuổi này đúng không nào? Lý do dẫn đến sự khác biệt này là vì cậu bé này phát triển như một đứa trẻ bình thường, còn cậu bé này mắc phải hội chứng Sickle, hay còn gọi là căn bệnh người tí hon. Cậu bé tí hon này là Đinh Văn Cre, sinh ra tại một huyện miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi chào đời đến năm 11 tuổi, cậu bé chỉ cao khoảng 60cm và nặng 4kg. Đây cũng là một trong 8 trường hợp hiếm hoi ở Việt Nam mắc phải hội chứng Sickle này. Cre tuy thân hình nhỏ bé, nhưng cậu bé vẫn được đến trường như ba bạn nhỏ khác và được hưởng chế độ học sinh khuyết tật. Các bạn thử đoán xem cậu bé được đãi ngộ như thế nào? Câu trả lời là còn hơn cả tôi với các bạn đấy. Bởi vì Cre được ăn ngủ trực tiếp với hiệu trưởng tại ngôi trường cậu bé theo học. Lúc nào thích thì về nhà hiệu trưởng ăn cơm và chơi với con của hiệu trưởng. Các bạn thấy đỉnh của chóp chưa? Dù nhỏ người nhưng cậu bé cũng rất lanh lẹ và hoạt bát và được nhiều người yêu thương. Tuy nhiên, do hội chứng Sickle sẽ không sống được quá 15 năm, nên cậu bé Đinh Văn Cre đã qua đời vào năm 2020 khi mới 11 tuổi. Thứ tư, hội chứng Parkes-Weber. Thử tưởng tượng nếu một ngày bạn thức dậy và thấy chân phải của mình to gấp đôi chân trái thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi nghĩ là bạn sẽ khóc tiếng mẹ đẻ luôn đúng không? Tuy nhiên, có một cô gái ngay từ khi sinh ra đã phải đối diện với điều đó nhưng vẫn luôn tự tin và tràn đầy năng lượng. Đó là Isabella, đến từ Campbellton, New Brunswick, Canada. Cô gái với khuôn mặt xinh xắn này mắc phải hội chứng Parkes-Weber ngay từ khi chào đời, khiến chân phải của cô bị sưng tấy và có kích thước to gấp đôi chân trái. Và điều đó đã khiến Isabella lúc nhỏ thường xuyên phải chịu đựng những cái nhìn tò mò, soi mói về đôi chân khác biệt của mình. Nhưng cô lại chẳng hề để tâm. Khi lớn lên, chiếc chân phải với cân nặng 18kg cũng khiến Isabella không thể chơi thể thao hay mặc quần jean bó sát. Tuy nhiên, thay vì tự ti, mặc cảm thì cô nàng lại không ngần ngại khoe đôi chân đặc biệt của mình khi mặc quần sóc, váy ngắn hay những bộ bikini gợi cảm như một lời thách thức các tiêu chuẩn vẻ đẹp hiện đại. Thứ năm, hội chứng Gigantomastia.
Cho tôi hỏi khi không phải ở đây có anh em nào thích một tâm hồn tuyệt vời như thế này hay không? Nếu anh em thích ý, thì hãy đến gặp Anna Hawkins Turner tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Đến đây, bạn sẽ được gặp người phụ nữ được sách kỷ lục Guinness công nhận là người có tâm hồn tự nhiên lớn nhất thế giới này. Được biết, mỗi bên ngực của bà nặng tới 29,5kg và vẫn tiếp tục phát triển. Trong một lần đo, người ta đã thấy vòng một của bà là 259cm. Sở dĩ đôi gò bồng đảo của bà lớn như vậy là do mắc phải chứng gigantomastia, hay còn gọi là phì đại vú. Một tình trạng khiến các mô ngực không ngừng phát triển. Với vòng một quá lớn nên mỗi khi di chuyển, bà đều cần có người dìu dắt vì không thể nhìn thấy đường ở phía trước. Ngay cả khi ngủ, bà cũng không thể nằm ngửa vì trọng lượng của bộ ngực gây cản trở việc hít thở. Mặc dù từng được khuyên nên đi hút mỡ ngực, nhưng Annie không đồng ý. Sau đó, bà đã nảy ra một ý định kiếm tiền từ bộ ngực khủng thông qua việc làm mẫu tạp chí. Annie đã thành lập một trang web để những người đàn ông muốn ngắm ảnh ngực bà thì phải trả tiền. Chỉ sau vài tháng, bà đã có tới hơn 1 triệu subscriber. Và năm đầu tiên, bà đã kiếm được hơn 52.200 USD. Thứ 6, xác sống. Ai là fan của thể loại phim zombie thì hẳn sẽ biết đến bộ phim Walking Dead của Mỹ phải không nào? Dù không biến đổi hoàn toàn kinh dị giống zombie trong bộ phim đó, nhưng xác sống là căn bệnh hoàn toàn có thật các bạn nhé. Và cô gái Harley Smith là một ví dụ điển hình của căn bệnh này. Cô gái này đang sống tại bang Alabama của Mỹ, bắt đầu trải qua những cảm giác kỳ lạ từ năm 14 tuổi, khi cha mẹ cô ly hôn. Cô cho biết trong một lần đang ngồi học, Harley đã có cảm giác âm ỉ rất kỳ lạ. Sau đó trên đường về nhà, Harley luôn có suy nghĩ đi đến nghĩa địa để gặp gỡ những người đã chết tại đó. Trong suốt 3 năm liền sau đó, Harley thật sự nghĩ mình đã chết. Cô đã không đi học nữa, ban ngày thì ngủ, còn ban đêm thì thức. Cô cho biết, suốt thời gian đó tôi luôn sống trong ảo giác là mình thường được đi cắm trại trong các nghĩa trang. Và tôi thường xuyên xem các bộ phim kinh dị, bởi vì khi nhìn thấy các hồn ma trong phim thì tôi nhẹ cả người hẳn ra. Như thể là lúc đó tôi đang sống quây quần trong gia đình cùng cha mẹ tôi vậy. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra bệnh và điều trị thì cô đã dần ổn định. Và sau khi khỏi bệnh, cô ấy đã chuyển sở thích xem phim kinh dị của mình sang những bộ phim Disney. Thứ 7, người điện Deepak Chopra. Bạn có còn nhớ nhân vật Electro này trong bộ phim Người Nhện? Nếu Electro là một kẻ thù không đội trời chung với người nhện và có khả năng phóng điện chết người, thì cậu bé Deepak Chopra ở Sonipat, Haryana của Ấn Độ lại giúp ích cho rất nhiều người vì khả năng đặc biệt như một người điện của mình. Deepak là một cậu bé có khả năng cách điện cực vi diệu, chịu được dòng điện đủ cung cấp cho 500 căn nhà và chịu được dòng điện 11.000 V chạy qua cơ thể. Câu chuyện về Deepak bắt đầu cách đây 9 năm về trước. Trong một lần sửa lò sửa cho mẹ, Deepak Chopra đã vô tình bị dòng điện 11.000 V đi qua cơ thể, nhưng cậu bé vẫn bình an vô sự. Sau đó, cậu bé đã trở thành dị nhân và nổi tiếng trên khắp Ấn Độ với khả năng đặc biệt của mình. Thậm chí, Deepak còn thử nghiệm mạo hiểm khi trong một tay bị buộc với sợi dây điện và một tay còn lại vào trong nước mà vẫn không hề hấn gì. Trong khi với dòng điện như vậy, người bình thường có thể mất mạng. Các bác sĩ cũng đã đến kiểm tra cho Deepak nhưng cũng không tìm thấy điều gì bất ổn trong cơ thể cậu. Nhờ vào khả năng đặc biệt này, cậu bé thường xuyên đi sửa những thiết bị điện của mọi người trong địa phương mà không lấy một đồng nào. Thứ 8, Alice ở xứ sở thần tiên. Bạn đã xem bộ phim hoạt hình nổi tiếng Alice ở xứ sở thần tiên chưa? Nếu chưa xem thì kệ bạn. Mà nếu xem rồi thì tôi xin phép giới thiệu với bạn bộ phim đó đại khái là Alice sau khi uống một thứ nước thần kỳ đã lạc vào xứ sở thần tiên nơi mọi đồ vật khi to lớn, khi nhỏ bé và chạy nhảy tung tăng. Tuy nhiên, tôi kể với bạn điều đó không phải để dụ bạn đi xem bộ phim hoạt hình này mà muốn kể cho bạn về cô gái mắc phải hội chứng kỳ lạ này. Đó là Abigail Moss. Biên tập viên của một website nổi tiếng đã mắc phải hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên này từ bé. Khi 5 tuổi, cô nhớ rằng ngày nào mình cũng phải chịu đựng những hiện tượng kỳ lạ và không thể ngủ được. Abigail nói, cô đột nhiên thấy mọi thứ trong phòng nhỏ lại và chuyển động. Cơ thể của cô thì như to lên, tay dài ra, cảm giác rất sợ hãi. Sau khi dành nhiều thời gian để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ với những người mắc cùng hội chứng này trên toàn thế giới, hiện tại triệu chứng của Abigail đã giảm, cô chỉ còn bị khoảng 5 lần một năm. Và thế là chúng ta vừa khám phá hết top 8 chân mệnh thiên tử, sinh ra đã khác người khiến cả thế giới phát sốc. Đến đây video hôm nay của Thế Giới Phẳng chính thức được khép lại. Nếu bạn thấy hay ho thì đừng quên like và bấm đăng ký kênh để trở thành người sớm nhất xem những video tiếp theo của tụi mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye!